Mỹ Hằng nhận lời mời của tướng Võ Văn Kiệt, thủ tướng Vương quốc Bỉ Jean-Luc Dehaene và phu nhân hôm nay 28 tháng 2 bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng đi với thủ tướng và phu nhân còn có bộ trưởng ngoại giao Eric Derrique, đại sứ Bỉ tại Việt Nam Rielan, tổng vụ trưởng chính trị bộ ngoại giao Van Dien. Lễ đón thủ tướng Jean-Luc Dehaene và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại quảng trường phủ chủ tịch. Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn xe hộ tống đưa thủ tướng và phu nhân dừng trước quảng trường. Thủ tướng Võ Văn Kiệt và phu nhân đã ra tận xe bắt tay chào đón thủ tướng Jean-Luc Dehaene và phu nhân. Cùng tham dự lễ đón còn có bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lê Xuân Trinh, bộ trưởng công nghiệp Đặng Vũ Trư, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên và nhiều quan chức cao cấp khác của chính phủ. Đức Lương đã tiễn ngài thủ tướng Vương quốc Bỉ Jean-Luc Dehaene và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn. Cùng dự lễ tiễn về phía Việt Nam có các đồng chí Lê Xuân Trinh, bộ trưởng văn phòng chính phủ, Đặng Vũ Trư, bộ trưởng công nghiệp, Hoàng Văn Nghiên, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phó thủ tướng Trần Đức Lương bày tỏ lời cảm ơn tới thủ tướng Jean-Luc Dehaene, phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đã tới thăm và làm việc tại Việt Nam, và vui mừng nhận thấy chuyến thăm này của ngài thủ tướng đánh dấu một mốc quan trọng trong sự phát triển hợp tác các mối quan hệ của hai nước. Phó thủ tướng Trần Đức Lương cũng bày tỏ lòng mong muốn những điều thỏa thuận và một số hiệp định đã được ký kết sẽ được chính phủ Vương quốc Bỉ quan tâm và được thực hiện có kết quả, không ngừng thúc đẩy mối quan hệ song phương vốn có của hai nước. Phó thủ tướng Trần Đức Lương chúc sức khỏe ngài thủ tướng, phu nhân cùng các thành viên trong đoàn và chuyển lời chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam tới nhà vua Albert II và chính phủ Vương quốc Bỉ. Ngài thủ tướng Vương quốc Bỉ Jean-Luc Dehaene cảm ơn những tình cảm tốt đẹp trên và nhờ phó thủ tướng Trần Đức Lương chuyển lời cảm ơn đến người bạn đồng nghiệp thủ tướng Võ Văn Kiệt và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. Tuy các cuộc làm việc ngắn, khẩn trương nhưng đã đạt được kết quả nhất định, và từ kết quả đó, trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, không ngoài mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam ngày càng có bước phát triển tốt đẹp.